phơi nắng. Thì mắc cười không biết bị gì. Mọi người chửi tôi là mình không có nên ngạo mạn à, mọi người là cái gì ta, mọi người la mình thì la đi mà. Tôi đăng video gì đó mà ai coi được, là tâm của mọi người có từ bi, còn mọi người coi không được thì thôi cũng là tùy duyên. Mà clip này mà tôi đăng á lại sẽ có tiến triển đó nha. À, chán đời quá à, không có gì vui. Tối ngày bắt mình ra đây phơi nắng hoài nhất cái đầu chết gì được á. Hết rồi. Chim hót người cái gì là gió nghe bên tai, không biết là cảnh giới này là cảnh giới gì nữa, cũng là sắp tới rồi ha nha. Tai chân điện hết trường luôn, quá trời điên, phơi nắng với cái đừng thui à. Phật quá à. Mà thấy tội nghiệp cho chúng sanh, sao người ta đau khổ quá trời. Ơi tắt máy nha, mời quá à. Yếu rồi. Đó là cái gì không biết luôn á. Tối ngày cứ bắt mình ra ngoài phơi nắng hoài.
máy nha, tắt máy đó.